Hello everyone, today I called Tata. Tata, 2 kilo. Đã phải dân thương ngôn đó nè. Biết 2 kilo này là cái này hay thơm mình tên mà. Ngôn món nè. นี่เอาคะแนนดอกยันทั่วหายนะลิ้นตะไคร้ทั่วไอ้สะอ้ายนี่นี่ดอกเยอะนี่โป้เนี่ยเอาคะแนนโป้ไว้ตรงนู้นเนี่ยโป้มาสุดตะโป้มาดอกนี่ Garlic. How does she do? Ingredient. Coconut husk. Gravy ingredient. Sugar, salt, thank you.
Lâu cái đi đạo dân cho anh ấy là dân chặt đam nhắm á thì dân dụng tiêu đặt cho con snow đi mà tiêu với tôi mình chọc làm một cái thật đẹp à. Bị bay. Sí, yo no estoy muy... Ahí ando, ahí ando.